Thank you.
Xin mời những người sắp được phục phong linh mục đến đây. Thầy Francisco Phan Duy Cương, thầy Jose Nguyễn Hạnh Nhân, giờ đây kính mời cha cho cầu nguyện giám hộ truyền chức linh mục cho các.
chứ không bị lôi cuốn vào những cái lời ngôn ngữ thấp hèn. Xin
xin mời cầu toàn quyền mời các vị chức phụ phục. Thank you.
Mời cầu toàn hội, xin mời quý cha tiến lên đặt tay cho các tiến chức như phước chỉ của việc đón nhận các tiến chức vào trong hội đoàn.
Thank you.
Xin kính mời quý cha quý phụ và liên hệ tổ chức các thân trước mặt lễ phục. Tiếp đến là tin sức dầu hai bàn tay. Vì sức dầu hai bàn tay ở đây chỉ có nhiều một cách đặc biệt của các linh mục và chủ tư thế của Đức Kitô. Xin Chúa Giêsu Kitô đấng được chúng ta sức dầu bằng thánh phật và các quyền năng, nhìn giữ con để con thánh hóa trong khi tôn giáo và đem đi lễ cho Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô đấng được cử chỉ cho bánh và rượu vào tay các thân chức, diễn đạt nhiệm vụ chủ toàn việc điều hành nghi lễ thánh thể và hoa hương bắt giấc Đức Kitô chỉ có linh cho lễ phục. Còn hãy nhận lễ vật của nhân thánh để dâng lên Thiên Chúa. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Whoa.